Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the leaks in the band. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Vũ Đài Gaming. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với anh em cùng với server Prime U. Và sự kiện mà mình muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay chính là Halloween Event. Kèm theo đó thì chúng ta sẽ được update lên Season 18 với nhân vật mới nhất, và nhân vật thứ 14 mà web dân cho ra mắt là nhân vật Illusion Knight như trên màn hình anh em đã thấy. Rồi, event này sẽ được cập nhật vào lúc nào? Đối với sự kiện update này thì sẽ được update vào ngày 28 tháng 10 năm 2022. Theo giờ Việt Nam chỉ là 10 giờ tối, hoặc theo mỗi giờ UTC giờ quốc tế thì sẽ là 3 giờ chiều, 3 giờ PM. Tiếp tục, trong sự kiện này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những gì và chúng ta có được phần quà ra làm sao? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua với anh em luôn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có được một nhân vật mới chính là Illusion Knight. Đây như anh em đã thấy thì chúng ta có thông tin giới thiệu mới của Illusion Knight chính là một hiệp sĩ ảo ảnh, hay Việt hóa là thế, và có nguồn gốc từ Kundun. Và hiệp sĩ này sẽ sử dụng kiếm. Thì đối với nhân vật mới này mình sẽ có làm một video cụ thể riêng các skill cũng như là cách cộng điểm, để cho anh em khi mà đi vào Season 18 thì cũng có được cái cơ sở ban đầu để chơi nhân vật này. Tiếp tục chúng ta sẽ đảo qua về spec event là những thứ gì sẽ được có trong sự kiện Halloween. Rồi, ở đây trong sự kiện Halloween thì chúng ta sẽ được nhân 3 EXP từ level 1 cho đến level 900, và sẽ được nhân 2 EXP đối với dưới level 150, và nhân 1,5 EXP đối với level từ 151 cho đến 1450 nha anh em. Tiếp tục, trong thời gian diễn ra sự kiện Halloween thì từ 1 giờ 30 cho đến 3 giờ thì chúng ta sẽ được nhận thời gian là giờ hạnh phúc. Trong giờ hạnh phúc thì chúng ta sẽ được nhân đôi lượng SP mà chúng ta chỉ phải vật nữa. Đây là một sự kiện cực kỳ tốt cho những người chơi mới bắt đầu và để anh em có thể đuổi kịp những người chơi cũ khi mà server này mới cũng chỉ mở được hơn một tháng. Tiếp tục, đối với sự kiện nhận được từ Discord thì khi mà anh em có Discord ấy thì với 20 phút thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một cái Halloween box 1. Đấy, Halloween box 1 anh em, và sự kiện này sẽ là random, chỉ cần anh em on Discord là được. Tiếp tục, với sự kiện online trong game, với mỗi 20 phút thì một người chơi online đều sẽ nhận được random, là sẽ được lựa chọn để nhận được thêm một Halloween box 1 và được gửi vào cái chỗ Gemory Cake, tức là hòm đồ cá đấy nhé, hòm đồ phím cá. Anh em chỉ cần nhận phím cá lên là nhận được. Nhưng mà hên xui nhé, cái này là hên xui chứ không phải bất kỳ ai cũng nhận được đâu. Tiếp tục, đối với event PvP Hunt, trong sự kiện diễn ra này chúng ta sẽ được có một sự kiện PvP đánh nhau. Thì với 45 phút mỗi giờ thì sẽ có một boss sẽ được tạo ra ở map Vulcanus đấy. Và nó sẽ drop là một Halloween box 2 cho người giết được quái vật. Ở đây nó sẽ tỉ là last hit nhé, nghĩa là đòn đánh cuối cùng gây ra chết được quái thì chúng ta đều người đó sẽ nhận được một Halloween box 2. Và trong 45 với mỗi 45 phút này thì server cũng sẽ thả ra 20 con quái nhỏ đấy, Halloween witch này. Và anh em chỉ cần giết được Halloween witch thì anh em sẽ nhận được một box 1 tương ứng với, và con bot này sẽ chết trong vòng một hit đấy. Đối với Halloween witch này á, thì cứ mỗi lần ra có thể cho ra chúng ta là 20 Halloween box 1 anh em, cũng rất là ngon. Tiếp tục với email, sự kiện nhận được từ email, nghĩa là với một email mà anh em đăng ký tài khoản ở server Prime U thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được nhất là một Halloween box 1 đối với một email, hai là 100 V con, ba là 1.000, thứ tư là 10.000, và thứ năm là 100.000 V con nhé. Đây là một con số cực kỳ lớn ở server Prime U này khi mà tỷ lệ nạp khá là đắt. Tiếp tục mình sẽ nói qua về Battle Pass. Thì Battle Pass này nó sẽ được mở vào ngày 29. Thì chắc là Battle Pass này giống như các là Battle trước thì chúng ta sẽ nhận được TCA, AP cũng như là Wind Power có thời hạn nữa nhé. Rồi tiếp tục, cách săn là Pumpkin. Đấy, cách săn cái hòm đồ Halloween này là như nào? Ở đây khi mà sự kiện diễn ra thì tất cả các quái vật đấy, tất cả các quái vật kia nhé, ở trên server Prime đều sẽ có tỷ lệ rơi ra Pumpkin ập lúc. Thì đối với cái mèo này thì chúng mỗi PC hay là mỗi máy tính thì chúng ta được on 10 tài khoản. Thì anh em cứ treo 10 tài khoản online và anh em để nhặt đồ lá Pumpkin of Luck đấy.
Sau đó anh em cứ treo thả cắm máy cả ngày thôi thì chúng ta sẽ có tỷ lệ nhận được cái này. Rồi, thông qua pumpkin, thông qua cái thả pumpkin lúc này giống như thả bốc ụp lúc anh em, thì anh em sẽ có tỷ lệ nhận ra được Halloween bốc 1. Đó, tiếp tục. Đối với Halloween bốc 1 này, chúng ta tiếp tục thả nó ra thì chúng ta sẽ có nhận được Halloween bốc 2. Tương tự cho lên đến là Halloween bốc 3 và Halloween ticket. Đấy. Ở đây nó sẽ nói rõ hơn về các cái món quà mà chúng ta có thể nhận được. Đối với pumpkin of luck thì chúng ta có thể nhận được là một cái viên ngọc bất kỳ này, có thể là light, black, sụt, correct hoặc là harmony nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ nhận được một TOL 10% hoặc là một ETOL 10%. Ở đây là bùa may mắn bình thường và bùa may mắn thuộc tính. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được là một cái bùa tăng phần trăm HP trong vòng 30 phút. Cái thấp lower này thì chúng ta sẽ được nhận là 25%. Chúng ta sẽ nhận được một revamp. Đấy, revamp này sẽ dùng để update Erin, nâng cấp Erin nha anh em. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được một Halloween bốc 1. Đấy, book nha anh em. Cái này là book chứ không phải là bốc 1 nha. Cái này là book. Book này có thể là tăng máu, tăng mana, tăng crit damage, tăng tốc độ đánh. Đó, anh em ăn vào thôi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được là 150 cho đến 200 rút. Đấy, ví dụ như một ngày mà anh em nhập được 10, anh em thả được 10 lần thì được 2.000 rút. Đó, thả được 100 hôm á thì được 20.000 rút, cũng khá là ngon. Ngoài ra chúng ta sẽ nhận được là 10 triệu gen. Và may mắn nhất là nhận được một Halloween bốc 1. Tiếp tục, đối với Halloween bốc 1 sau khi chúng ta thả ra thì chúng ta có thể nhận được 10 level bull, nghĩa là một cụm ngọc, 10 viên ngọc random bất kỳ giống như ở bên công ty nhập lúc đấy. Ngoài ra chúng ta sẽ nhận được 5 cái Asian item. Item này chỉ là 5 cái món đồ thân bất kỳ thôi nhé. Hy vọng là có thể ra 5 món đồ thân lúc cấp cao để chúng ta có thể tạo ra được hero sụt để nâng cấp mở khóa phong ấn đối với các đồ thân. Tiếp tục chúng ta nhận được 5 element rune. Thì element rune thì chúng ta có thể dùng để nâng cấp enter hoặc là nâng cấp dòng thuộc tính đối với là win 4. Ngoài ra chúng ta có thể nhận tiếp được là 10 element rune này, hoặc là 5 tree hoặc là 10 tree vàng, và 2 đến 3.000 rút trong một lần thả. Đó, anh em thấy không, chơi gì mà chúng ta sẽ có rút và đồ nâng cấp tất cả các cái vật phẩm mà chúng ta cần ở trong game. Rồi đối với Halloween Box 2, ở Halloween Box 2 này thì chúng ta sẽ nhận được một cái búa Angel Hammer, là búa dùng để nâng cấp lên vũ khí trong cấp 2. Chúng ta sẽ nhận thẳng được một cái hero suit, nhận được 10 Golden Enchantment Stone hoặc là 5. Thì đối với cái này chỉ là đá để nâng cấp người lên nhé. Ngoài ra chúng ta có thể nhận được 15 hoặc là 30 Thrivan. Tiếp tục chúng ta sẽ nhận được là 2 TCA hoặc là 2 ETCA hoặc là 25.000 đến cho đến 50.000 rút. Trời ơi, cái bốc 2 này, 3 cái món bộ cái món cuối cùng này là ngon nhất đấy nhé. Chưa tính là bốc 3 nhé, chỉ là món đồ mà chúng ta nhận được ấy. Thì 2 TCA này cũng khá là ngon, khi mà TCA ở server này nó không được bán và chúng ta có thể nhận thông qua đi săn bot hoặc là quay gen. Thì bây giờ chúng ta có một cách nhận nữa là nhận từ Halloween bốc 2. Tiếp tục, khi mà chúng ta có Halloween bốc 2, ở đây nó đi đã thả ra được Halloween bốc 3. Đấy, đối với Halloween bốc 3 đấy, cũng đây là cùng một món cực kỳ ngon đấy nhé. Chúng ta sẽ nhận được một win 3 random look. Đấy, cái này nếu như anh em không sử dụng thì anh em có thể dùng để tạo lông 4 và anh em ép win 4 đấy nhé. Anh em cứ tưởng tượng là cứ anh em ra cái này là anh em có khả năng có lông 4 rồi, có win 4 luôn rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ nhận được 50 stone. Đây, 50 stone này có giá thấp nhất. Sẽ có giá thấp nhất trong cái mà chúng ta sẽ nhận được trong cái bốc 3 này. Tiếp tục chúng ta nhận được 5 TCA hoặc là 5 ETCA rồi nha. Hoặc là chúng ta có thể nhận được ngay một cái lông 4 luôn. The Water, Peter, lông 4 nha. Chúng ta hoặc có thể nhận được một cái linh hồn ngừa ma để chúng ta có thể nâng cấp lên ngừa ma. Và chúng ta nhận được 5 stack hoặc là 10 stack. 10 stack này là 50 mảnh kết hợp với linh hồn ngừa ma để chúng ta có thể nâng cấp lên ngừa. Đấy. Ngoài ra, hết nhất ở cái bốc 3 này thì chúng ta sẽ nhận được một Halloween bốc 4, hay còn gọi là Halloween ticket. Khi mà anh em mở ra Halloween ticket này á, đây, thì anh em sẽ phải liên hệ với admin thông qua Discord. Đấy, anh em đây mình sẽ hướng dẫn anh em rồi. Đấy, mình vào Prime U này, chúng ta sẽ vào mục support ticket này. Đấy, chúng ta click vào. Đấy, sau đó sẽ xuất hiện một cái Prime Helper. Đấy, sau đó chúng ta nhập tất cả mọi thứ của chúng ta vào nhé, nhập thông tin vào và chúng ta sẽ nhận được một cái ticket. Và ở cái ticket này thì admin sẽ cho chúng ta quay may mắn. Đấy, ở khi mà chúng ta quay may mắn thì chúng ta có thể tỷ lệ nhận được một cái lira, pentarila nha nhé.
và kèm theo một cái Radeon Phoenix 774 được ép sẵn. Đấy, cực kỳ ngon. Hoặc anh em có thể nhận được một ring PVP 5 dòng Epsilon. Đấy. Hoặc tiếp tục chúng ta có thể nhận tiếp được một cái iDragon Ray, nghĩa là cái con rồng anh em, con rồng màu đỏ, con rồng lửa chứ, với hai ụp. Hai ụp này là chưa ghi gì hết, chắc là hai ụp chúng ta có thể tùy chọn. Tiếp tục chúng ta sẽ nhận được một pendant socket, hai dòng Excellent và ba socket. Ui, nhưng mà cũng là random luôn nhé, khả năng là random rồi chứ không phải là nhận được chúng ta lựa chọn. Nếu như lựa chọn thì chúng ta có thể sử dụng dòng là 10% và level 20, cộng thêm ba socket chúng ta khảm vào, chúng ta sẽ có một cái penta PVP cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, một trong những món đồ cũng là ngon nhất của Halloween Ticket này chỉ là Win 4 đấy. Lúc một ộp đấy, một ộp này tự chọn nên nhé, và chúng ta sẽ được thêm một ộp Diamond Deck. Đối với Win 4 lúc này chúng ta có thể ép lên cộng 15, và hiện tại server thì chưa có cái Win 4 lúc nào cả. Rồi, trên đây là Halloween Ticket mà chúng ta, những món quà mà chúng ta có thể nhận được. Thì ngoài cách trên, có cách nào chúng ta có thể nhận được bốc Halloween Ticket không? Thì ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn các cái gói nạp đây, ở trong event lần này. Thì đối với gói mà chúng ta nạp 1220 Wicon hay là gọi là gói Black, thì chúng ta sẽ được nhận thêm một Halloween Box 2, một hộp nhé nhé. Đối với cái gói Sub Package á, thì có giá là 12,49 tới gần 13 đô, thì chúng ta sẽ nhận thêm được hai Box Halloween Box 2. Đối với Live Package, ngoài việc nhận ra 3.775 Wicon thì chúng ta sẽ nhận đến 4 Halloween Box 2. Đấy. Tương tự đối với gói Crack thì chúng ta sẽ nhận được 6 Halloween Box 2, và gói ngon nhất là gói Harmony Package. Đây, gói này cực kỳ ngon. Với 11.700 Wicon. Đấy. 8 Halloween Box 2 và 1 Halloween Box 3. Đấy. Đối với Halloween Box 3 thì anh em có thể tỷ lệ rơi ra, anh em nhìn này. Anh em còn nhớ không? Anh em đối với Halloween Box 3 thì anh em sẽ có tỷ lệ rơi Win 3 lúc này, 5 TCA này, lông 4 này, theo ngừa này. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Rồi, và ngoài ra anh em đừng quên là nhập pass Vũ Đài Gaming để anh em có thể nhận thêm được Wicon khi mà anh em nạp thông qua các gói này nhé. Đối với gói cao nhất, ví dụ mình nạp 11.700 Wicon, khi mà dùng code Vũ Đài Gaming thì chúng ta sẽ được thêm là tầm 3.000 Wicon nữa nhé. Tầm tầm đấy. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với trang chủ một chút. Đây, em có thể thấy đây là thông tin về event mà được trang chủ update, cũng không khác gì với bên kia, nhưng mà cách diễn đạt bên này khá là khó hiểu. Thì mình đã sử dụng một cái trang khác của server Prime U để giải thích cho anh em, và hy vọng là sự kiện lần này sẽ giúp được anh em cày level nhanh hơn, up được vật phẩm trên người lên cấp cao nhất một cách dễ dàng hơn đó, làm cho anh em có thể trên đồ thoải mái hơn và đủ đồ để có thể tham gia các cái trận kiện, các cái sự kiện lớn như là công thành kiện AK hay là sự kiện Token Quest ngày vàng. Và hy vọng video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em, và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, và đừng quên đón chờ cái video tiếp theo của mình khi mà mình sẽ giới thiệu kỹ về nhân vật Illusion Knight. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở trong các video tiếp theo.